Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu 4 bệnh viện mới tại khu lấn biển Gạch Giá, Kiên Giang. Trước mặt các bạn là phòng khám đa khoa Nhân Hậu. Phòng khám đa khoa Nhân Hậu nằm trên đường Lê Quang Đạo, có nhận khám bảo hiểm y tế. Kế bên là bệnh viện Ung Bướu, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bệnh viện Ung Bướu đang trong quá trình xây dựng nên máy móc còn rất ngổn ngang, chưa được gọn gàng cho lắm. Kế bên bệnh viện Ung Bướu là bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang với kinh phí trên 3.000 tỷ. Địa chỉ 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là bệnh viện lớn và hiện đại bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cổng chính tiếp nhận người vào khám bệnh. Kế bên bệnh viện đa khoa là bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang. Kế bên bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện Nội B Kiên Giang. Bệnh viện Nội B dành cho cán bộ đến khám chữa bệnh, nằm trên đường Hà Huy Tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh của mình. Xin chào tạm biệt.